Ăn trái cây rất tốt cho sức khỏe, nhất là khi đau ốm, vì nó cung cấp nhiều vitamin và các khoáng chất. Tuy nhiên, khi đang bị bệnh, phải uống thuốc, thì cần biết sự tương tác giữa một số loại trái cây với thuốc để tránh nguy hại. Bác sĩ Cao Hồng Phúc, Bệnh viện Quân y 103 cho biết, ăn trái cây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trái cây cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe và duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Trái cây là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể. Ăn các loại thực phẩm như trái cây có hàm lượng calo thấp không chỉ hữu ích trong việc kiểm soát cân nặng, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bao gồm đau tim và đột quỵ, chống lại một số loại ung thư. Trái cây cung cấp các vitamin, chất khoáng, chất xơ, axit folic, kali và nhiều chất dinh dưỡng quan trọng khác cho cơ thể. Vì vậy, ngoài chế độ ăn uống hàng ngày, khi ốm đau, trái cây luôn là thực phẩm được lựa chọn để bồi bổ tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, trong trái cây có một số loại tương kỵ với thuốc trị bệnh, nếu ta không biết có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. 1. Không ăn nho khi sử dụng một số loại thuốc. Trong nho có chứa các chất furanocoumarin và bioflavonoid gây ức chế enzyme CYP3A4. CYP3A4 là một enzyme chuyển hóa thuốc, nên nó dễ dàng làm thuốc bị tích trữ trong cơ thể và gây nhiễm độc. Nguy cơ từ trái nho khi tương tác với thuốc có thể xuất phát từ việc uống nước ép nho hoặc ăn bất cứ thành phần nào trong quả nho, bao gồm vỏ, cùi, hạt. Các loại thuốc sau bị tương tác bởi nho: thuốc huyết áp. Nếu dùng thuốc này mà lại ăn nho thì có khả năng nhập viện, do nho làm tăng nguy cơ nhiễm độc hoặc quá liều thuốc, bởi trong nho có các chất ức chế men CYP3A4, thành viên của nhóm các men chuyển hóa thuốc. Khi có nho, thuốc bị tích lũy và chậm thải trừ. Người bệnh có nguy cơ tăng nồng độ thuốc khi dùng tiếp liều thứ hai, trong khi liều thứ nhất chưa chuyển hóa hết. Nhóm thuốc hạ mỡ máu. Đây là các thuốc dành cho người béo phì, tăng huyết áp, gan nhiễm mỡ. Hai trong số các thuốc bị ảnh hưởng mạnh đó là simvastatin và lovastatin. Nho làm tăng tích trữ thuốc trong cơ thể lên đến 1.200-1.500%. Điều đó có nghĩa chúng gây ra nguy cơ nhiễm độc rất cao. Nhóm thuốc an thần, đó là các thuốc bilspirin, carbamazepine, diazepam có tác dụng giảm lo âu, dễ ngủ. Nho có thể làm tăng nồng độ của thuốc lên đến 200%, gây ra ngủ gật suốt ngày hôm sau, dễ gây ra tai nạn khi điều khiển phương tiện giao thông, tai nạn xây dựng nếu làm việc trên cao và tai nạn lao động nếu làm việc theo dây chuyền. 2. Không uống thuốc chẹn beta và ăn táo. Đây là loại thuốc giúp kiểm soát tăng huyết áp, nhịp tim nhanh và đau đầu, thường dùng trong điều trị bệnh tim mạch. Tuy nhiên, nếu ăn táo trong khi sử dụng thuốc, hiệu quả điều trị sẽ giảm do chất trong táo ức chế polypeptide OATP, một chất vận chuyển giúp hấp thu thuốc vào máu. Do đó, thuốc sẽ khó được hấp thu đầy đủ. Các thuốc dễ bị ảnh hưởng gồm celiprolol và Tylenol. 3. Tránh ăn trái chua khi uống thuốc dạ dày. Các thuốc giảm tiết axit trong điều trị dạ dày có nhiệm vụ giảm lượng axit, bảo vệ vết loét. Tuy nhiên, ăn các thực phẩm chua như dứa, me, cam, chanh sẽ làm tăng axit, gây phản tác dụng của thuốc. 4. Cam và bưởi có thể gây nguy hiểm khi dùng thuốc suy tim. Cam và bưởi tuy giàu chất chống oxy hóa nhưng lại làm tăng nồng độ thuốc suy tim trong máu, có thể dẫn đến ngộ độc thuốc. Thành phần trong cam, bưởi ức chế glycoprotein ở ruột làm thuốc hấp thu nhiều hơn, nguy hiểm vì thuốc suy tim có biên độ điều trị hẹp. Để an toàn, người dùng thuốc suy tim nên tránh cam và bưởi hoặc dùng cách nhau từ 8 đến 10 giờ. Trái cây được biết đến là thực phẩm tốt cho sức khỏe bởi thành phần vitamin và khoáng chất cao. Ngoài ra, một số loại trái cây có tác dụng đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào, rút ngắn thời gian hồi phục sau chấn thương và hỗ trợ chức năng miễn dịch nhằm ngăn chặn tình trạng nhiễm trùng. Theo bác sĩ Đinh Văn Chỉnh, Bệnh viện Đa khoa Medlatech, đây sẽ là top 8 loại trái cây giúp mau lành vết thương mà bạn không nên bỏ lỡ. 1. Cam. Cam là loại trái cây có hàm lượng vitamin C cao cùng với các khoáng chất khác như vitamin A, protein, canxi. Ăn từ 1 đến 2 quả cam mỗi ngày hoặc ép lấy nước uống sẽ giúp kích thích cơ thể sản sinh collagen, giúp vết thương mau lành. Ngoài ra, vitamin C còn hỗ trợ chức năng miễn dịch, nhờ đó hạn chế tình trạng nhiễm khuẩn vết thương. 2. Kiwi. Hàm lượng vitamin C trong quả kiwi cao. Trong 100g kiwi có đến 91% là vitamin C. Do đó, nếu cơ thể bạn có những vết chầy, xước hay sau phẫu thuật mổ, hở, thì nên ăn 1 đến 2 quả kiwi mỗi ngày để rút ngắn thời gian lành của vết thương. 3. Dưa lưới. Dưa lưới là loại trái cây giúp mau lành vết thương mà bạn không nên bỏ lỡ.
bởi thành phần có chứa beta-carotene. Hợp chất này có tác dụng kích thích quá trình hình thành mô bào, giúp vết thương nhanh hồi phục. Đồng thời, beta-carotene còn có tác dụng hỗ trợ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng và giảm nguy cơ nhiễm trùng vết thương. Ngoài beta-carotene, thì dưa lưới còn giàu các dưỡng chất khác tốt cho sức khỏe như vitamin C, vitamin A, canxi, sắt. Để phát huy hết công dụng của dưa lưới thì bạn nên ăn vào buổi sáng. Trường hợp bạn mắc các bệnh liên quan đến thận hoặc viêm ruột mạn tính thì cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. 4. Dưa hấu. Nếu bạn đang tìm kiếm loại trái cây có tác dụng hỗ trợ phục hồi vết thương thì không thể nào bỏ qua dưa hấu. Dưa hấu có khoảng 90% là nước và các thành phần khác bao gồm carbon hydrate, chất xơ, vitamin C, vitamin A, vitamin B5, beta-carotene, kali, đồng. Việc ăn hoặc uống nước ép dưa hấu mỗi ngày sẽ giúp tăng nồng độ beta-carotene, giúp miệng vết thương nhanh lành. 5. Chuối. Chuối là loại trái cây rất tốt cho sức khỏe bởi chứa nhiều khoáng chất như canxi, kali, kẽm, đồng. Mỗi ngày, bạn có thể ăn từ 1 đến 3 quả chuối vào buổi sáng. Sẽ giúp kích thích cơ thể sản xuất collagen, đẩy nhanh tốc độ lành vết thương. 6. Xoài. Xoài là loại trái cây được nhiều người yêu thích bởi nhờ hương vị thơm, ngon, đồng thời có nhiều dưỡng chất như vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K và các loại khoáng chất khác. Với những người có vết thương hở thì ăn xoài một lượng vừa phải mỗi ngày sẽ rất tốt. Hàm lượng calo và protein trong xoài vừa cung cấp năng lượng cho cơ thể, vừa thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Thành phần vitamin C và E giúp hỗ trợ chức năng miễn dịch, tăng sức đề kháng, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng. Thành phần khoáng chất như sắt, kẽm, đồng có tác dụng cải thiện tình trạng đau nhức, thúc đẩy vết thương nhanh lành. 7. Quả đào. Không chỉ mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe như tăng cường thị lực, hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho răng, duy trì cân nặng ở mức hợp lý. Quả đào còn có tác dụng giúp vết thương nhanh lành nhờ thành phần vitamin C. Một quả đào có đến 13,6% hàm lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể một ngày. Do đó, ăn đào thường xuyên sẽ giúp hệ miễn dịch của cơ thể hoạt động tốt hơn, hạn chế nguy cơ bị nhiễm trùng, bảo vệ tế bào không bị tổn thương bởi các gốc tự do. 8. Việt quất. Nếu cơ thể bạn có những vết thương hở, đứt tay, vết bỏng, thì ăn việt quất sẽ giúp vết thương nhanh lành nhờ thành phần giàu vitamin C và vitamin K. Hai hợp chất này đều có vai trò đáng kể đối với quá trình hồi phục của vết thương. Ngoài ra, trong việt quất còn có chứa chất chống oxy hóa giúp chống lại quá trình viêm da cấp tính khi da bị tổn thương. Không chỉ bổ sung các loại trái cây giúp mau lành vết thương ở trên, thì bạn cũng nên chú ý ăn tăng cường các loại thực phẩm giàu protein như sữa, sữa chua, chế phẩm từ sữa, đậu phụ. Thực phẩm giàu vitamin A như cà rốt, cải xoăn, rau bina, cá hồi, cá ngừ. Thực phẩm giàu vitamin C, trái cây họ cam quýt, cà chua, bắp cải, súp lơ, đậu Hà Lan. Các loại thực phẩm giàu vitamin E và khoáng chất. Những loại thực phẩm này vừa có tác dụng thúc đẩy quá trình phục hồi của vết thương, vừa ngăn chặn sự tấn công của các tác nhân gây hại dẫn đến nhiễm trùng.